Xin chào các bạn yêu đàn nhị. Ngày hôm nay thì mình xin review một cái dòng sản phẩm cũng rất là quen thuộc, đó là cây đàn nhị hãng của Wensound. Cây này thì mình đặt về cho một khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì mình xin đập hộp cây đàn này để cho mọi người cùng xem là có hợp với mình không nhé. Đây là chiếc bao của nó. Chất liệu thì bằng giả da. Bên trong của nó thì được tặng hai bộ dây. Và đây là hãng Wensound này. Đấy, cái tên của hãng và cái logo của hãng là như này nhá. Đó. Trong này thì có cục nhựa thông này. Một chiếc kẹp giảm âm này và một con ngựa này để sơ cua. Đấy, bên trong của chiếc bao thì cũng như cái bao mình bán đấy thôi. Nó xịn hơn ở cái là nhìn nó đẹp hơn ở cái mặt da này. Rồi bây giờ là ngoại hình của nó này. Cây này thì bằng gỗ chắc nha. Đây, cái logo đây. Đó. Cây này so với Đôn Hoàng thì cũng 1 9 1 10. Nhiều khi mình cảm giác cây này âm. Nhiều khi mình chơi mình cảm giác cây này âm còn hay hơn cả Đôn Hoàng ấy. Đây là những cái logo của nó nha. Vẫn sạch. Chơi rất đã tay đấy các bạn. Đưa nhẹ cái nó kêu oang oang luôn. Thank you.
Vâng, thì tôi cũng test qua mấy bài cho các bạn nghe như thế, và các bạn muốn biết hay không ấy thì cứ mua về trải nghiệm thì mới biết được. Vâng, xin chào các bạn.